Quý vị thân mến, an hưởng tuổi già thực ra là một việc rất khó. Không phải ai cũng có được tuổi già bình yên, lúc nào cũng tiếc nuối, đủ thứ rắc rối. Tiền bạc, cô đơn, bệnh tật đều khiến chúng ta lo lắng, bất an. Sau đây là ba lá bùa hộ mệnh của tuổi già. Người có thì hưởng phúc báo, người mất thì chịu cảnh thê lương. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm xem bạn đã có ba lá bùa này chưa, quý vị nhé. Lá bùa thứ nhất, có nhà để ở. Gia đình chính là nơi trú ẩn an toàn và hạnh phúc nhất. Nhà là nơi ta sống, là nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, nơi ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc, và là nơi ta được che chở bằng cuộc sống của chính mình. Gia đình chính là tổ ấm, là điểm tựa cho mỗi người khi ta mệt mỏi. Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi người. Nếu như cuộc sống ngoài kia quá khó khăn hay sóng gió, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên khi về với gia đình. Khi có nhà thì tâm trí và thể xác của mỗi người đều có nơi nương tựa. Dù thế, dù có gặp phiền toái gì, chỉ cần trở về nhà là chúng ta sẽ rất thanh thản. Khi về già, điều họ cần chính là mái ấm của mình. Khi về với gia đình con cháu, chắc chắn sẽ mang đến những bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tương tự như vậy, việc sống chui lủi cũng rất khó khăn. Bạn muốn được hạnh phúc về già, bạn phải có nơi ở riêng của họ. Lá bùa thứ hai, bạn có tiền hưu trí. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả. Dù là ở thời đại nào đi chăng nữa thì đồng tiền đều có thể chi phối mọi thứ. Ta có thể dùng đồng tiền để có được sức khỏe, thời gian, hạnh phúc. Tiền là thứ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Tương tự như vậy, mọi thứ chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được cuộc sống lý tưởng của mình. Bạn phải biết rằng tiền là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta về già. Không có tiền thì rất khó di chuyển. Đi khám bệnh thì tốn tiền, đi lại cũng phải tốn tiền. Nhiều người nghĩ nuôi con là để đề phòng cho tuổi già, nhưng thật ra thì có tiền mới là thứ có ích nhất. Tiền hưu chính là bảo bối của người già. Khi về già, không muốn làm phiền con cái thì nhất định phải có một khoản tiền hưu trí. Mỗi người phải có kế hoạch tài chính cũng như các dự phòng căn bản để chủ động về tài chính khi đến tuổi xế chiều. Chủ động trong các tình huống rủi ro khi không còn sức để lao động. Lá bùa thứ ba, có người bạn đồng hành. Vợ chồng cùng nhau đi đến cuối đời. Trên đời này có rất nhiều người qua lại. Chính vì sự lướt qua của những người này mà cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu hơn. Nhưng người đi cùng ta lâu nhất, giúp đỡ ta nhiều nhất chính là người bạn đời. Đồng hành có nghĩa là khi về già, luôn có người ở bên cạnh có thể đồng hành, biết lạnh, biết nóng, biết hàn huyên tâm sự. Quan trọng nhất là có thể làm cho mình không cô đơn, bởi vì cô đơn sẽ khiến tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Nếu một người khi về già hội tụ cho mình đầy đủ ba lá bùa hộ mệnh trên, thì cuộc đời không còn gì phải lo lắng, chỉ cần an yên, tận hưởng tuổi già là đủ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những người về già thê lương, vì họ mắc những sai lầm không thể sửa chữa nổi. Trong cuộc đời, chúng ta không thể tránh khỏi những sai sót, những quyết định nông nổi, những hành động dại dột mà chắc chắn sau này chúng ta đều sẽ hối hận mỗi khi nghĩ tới. Đó có thể là một lần nóng giận mà lớn tiếng cãi nhau với cha mẹ, trong lúc vội vàng đã bất cẩn đánh rơi một vật giá trị, làm thất lạc một vật ý nghĩa. Tuy nhiên, có những điều hối tiếc có thể nguôi ngoai hoặc bù đắp theo thời gian.
cũng có những việc chẳng thể nào thay đổi được. Đối với những người đã, đang và sắp già đi, có 3 sai lầm sau đây sẽ khiến họ băn khoăn, dày dứt nhất. Nếu có thể, bạn hãy tránh xa ngay từ khi còn trẻ. Thứ nhất, ít gần con cái. Khi hỏi những người già điều gì khiến họ hối hận nhất, có lẽ câu trả lời chính là không gần gũi với con cái. Ngày xưa, khi còn trẻ, họ dành quá ít thời gian cho con cái. Lúc nào cũng tất bật kiếm tiền bên ngoài. Sự nghiệp và cuộc sống bộn bề khiến người trưởng thành cứ mải miết lao vào những guồng quay vội vã. Ban đầu, họ chỉ nợ con những bữa cơm gia đình. Dần dần, họ nợ thêm những buổi cuối tuần đã hẹn sẽ đi chơi. Những buổi tối đáng lẽ phải cùng con học bài, lắng nghe cuộc sống hàng ngày của con, dành thời gian nói tiếng chúc con ngủ ngon. Đến sau này, khi mà con cái đã lớn lên, cha mẹ đã già đi, vai trò của hai bên lại đảo ngược. Các con cũng quen với việc tất bật kiếm tiền, chẳng thể về thăm nom cha mẹ thường xuyên được nữa. Thế nên khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên thường xuyên bầu bạn ở bên cạnh con. Khi cha mẹ về già, con cái cũng như chim về tổ, thường về quê thăm cha mẹ. Thời gian bên con cái lúc còn trẻ trôi qua rất nhanh. Đừng để sau này phải hối tiếc khi bỏ qua quãng thời gian nhìn con khôn lớn. Điều thứ hai, không chú ý đến sức khỏe. Người ta nói rằng tuổi già là tuổi để hưởng phúc. Bởi lúc đó, con cái đã lập gia đình, tài sản tích cóp được kha khá, lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Với những người có thân thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực, họ bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, thăm thú khắp nơi, dành thời gian kết giao bạn bè, ôn lại tình nghĩa năm xưa với những người quen cũ. Tuy nhiên, có nhiều người không thể làm như vậy. Cho dù sở hữu nhiều thời gian, nhiều tiền bạc hơn nữa, họ cũng chẳng thể sum vầy bên con cái, tận hưởng khoảng trời riêng, mà thay vào đó, họ phải xem bệnh viện như là nhà. Lý do là bởi lúc còn trẻ, không biết quý sức khỏe của mình. Giờ cả người đều đau yếu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Muốn đi xuống dạo quanh mọi nơi cũng khó vô cùng. Người ta thường nói, sức khỏe là cái vốn của con người. Sức khỏe là thứ không có một tài sản nào có thể đánh đổi được. Tiền hết thì còn kiếm lại được, nhưng sức khỏe không còn thì cuộc sống cũng biến mất. Đừng bao giờ bán sức khỏe để lấy tiền bạc. Bởi có nhiều tiền đến đâu, không có sức khỏe thì chỗ tiền đó cũng chỉ dùng để chi trả viện phí. Cuộc sống chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Thứ ba, ly hôn ở tuổi trung niên. Đối với người cao tuổi, kẻ thù lớn nhất của họ chính là nỗi cô đơn. Dựa theo một nghiên cứu vào năm 2014, đa số họ cảm thấy bị cô lập do nhiều nguyên nhân như họ trở nên yếu đi, đi đứng khó khăn, không còn có tiếng nói trong gia đình, nghỉ hưu, mất đi người thân, bạn bè, phụ thuộc vào con cái, người thân, bạn bè chuyển đi nơi khác sinh sống. Nỗi cô đơn bủa vây khiến họ nhận ra rằng khi có hạnh phúc, vợ con bề huề, nhưng bản thân lại không biết trân trọng. Chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà phải đánh mất đi thứ quan trọng nhất. Cũng có gia đình ly hôn ở tuổi trung niên. Lý do là hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, chẳng thể chung sống được nữa nên chia tay. Tới tuổi già thì mới nhận ra không có người bạn đời bên cạnh lúc ốm đau, khỏe mạnh, lúc buồn vui chính là cô đơn nhất. Ý nghĩa của hôn nhân là sự san sẻ và đồng hành cùng nhau. Từ khi còn trẻ tới lúc bạc đầu, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng sinh hoạt ngủ nghỉ, dù đi tới đâu cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng khi đã mất đi một nửa của cuộc đời, bạn chỉ còn có thể làm mọi thứ một mình.
Ba điều trên đây đều là những vết sẹo không thể tự xóa mờ. Chỉ khi nếm trải những kết quả tồi tệ thì chúng ta mới hối hận, nhưng đã chẳng thể nào thay đổi được nữa. Do đó, dù chúng ta ở vào hoàn cảnh nào, cũng cần nhớ rằng trong cuộc sống, dù tiếc nuối có nhiều nhưng hạnh phúc cũng không thiếu. Thay vì cứ đắm chìm trong những điều tiếc nuối, hãy theo đuổi hạnh phúc nhiều hơn, vì cuộc đời sẽ có nhiều niềm vui mới. Đừng để khi về già phải tiếc nuối những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi khi về già. Ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.